Xin chào anh em, mình là Hợp và hôm nay mình sẽ trên tay một em Omega. Chiếc Omega này của mình có hộp phía ngoài màu trắng như bao chiếc khác và chủ có vẻ không giữ gìn lắm, cho nên là nó hơi bị gọi là xuống màu mè ở ngoài, nó xuống cấp một chút. Tuy nhiên chiếc đồng hồ thì rất là đẹp, bù lại là nó có những cái như vậy. Đây là một chiếc đồng hồ của một người bạn của mình và thực sự là bạn ấy cũng đang có nhu cầu bán, cho nên là nếu anh em có nhu cầu thì cứ contact mình nhé. Đây là một chiếc Omega thuộc dòng Seamaster và em nó là Professional Diver. Và mình sẽ mở ra, tạm thời bỏ này ra đã. Chúng ta sẽ có sách vở ở đây. Đi học thì dĩ nhiên là lúc nào cũng phải có sách vở. Ở đây chúng ta có sách vở. Chiếc này thì được mua năm tháng 6 năm 2014. Và các bạn sẽ thấy đầy đủ thông tin của đại lý này. Đó. Và nhìn chữ run dưới lòng ngoằng như này thì đấy, các bạn có thể thấy là đây là mua tại Bahrain đấy, quốc gia Bahrain đấy, và chúng ta có đầy đủ với dấu rất là đẹp. Phía trên thì chúng ta sẽ có những cái thông tin như là ref number của chiếc này là 21230041. Số 41 này thể hiện là size của em nó là size 41 200-3001 và phía dưới là chúng ta sẽ có serial number. Đó, và ở dưới này chúng ta có một cái thẻ pictogram. Pictogram thì sẽ nói lên đầy đủ công năng của chiếc này. Chiếc này sử dụng máy là Calibre 2500. Đó. Và với máy 2500 thì chúng ta đã có chronometer rồi, cho nên là anh em có thể sử dụng thoải mái chiếc này. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một cuốn sổ nữa, nhưng mà như bao chiếc khác mình đã mở hộp cho nên mình sẽ tạm thời bỏ qua. Để đi đến cái phần chính của chúng ta. Một chiếc hộp Omega đỏ rất là đẹp bằng da đây. Và phía trong thì sẽ là chiếc đồng hồ của chúng ta. Và đây là chiếc, như các bạn thấy đây là chiếc Omega Seamaster Professional. Và chiếc này sử dụng máy 2500, có coaxial và chronometer. Chiếc này rất là đẹp. Chúng ta có một cái tag đi kèm và các cái phụ kiện đi kèm, cũng như là cái mắt thừa vẫn còn của em nó. Chiếc này của mình thì có màu là màu blue các bạn nhé. Với màu xanh này thì nó thực sự là rất là đẹp và tuyệt vời. Hiện tại cái niềng ceramic của em nó đang lệch. Mình sẽ xoay nó chính xác lại. Rồi. Chiếc này thì nó có rất là nhiều đời và chắc là hẳn là các bạn cũng đã có cái hình ảnh, một vài hình ảnh, đã nhìn thấy một vài hình ảnh ở trên mạng rồi. Tuy nhiên đây là chiếc này của mình là một trong những cái chiếc mà đời mới nhất. Và các bạn sẽ thấy là nó có niềng ceramic. Niềng này được làm bằng ceramic và cả cái mặt dial phía dưới cũng được làm ceramic luôn. Cho nên là các bạn sẽ thấy nó có một cái độ bóng đẹp rất là tuyệt vời. Và cộng với cái kính sapphire trong vắt của Omega được tráng phủ hai lớp thì giúp cho chúng ta có cái bề mặt của chiếc này rất là tuyệt vời, đẹp. Chiếc này của mình thì nó sẽ có độ chống nước là 300m, nó thuộc dòng diver cho nên là chắc chắn nó sẽ có núm screw down. Và cái niềng xoay tính giờ lặn của chúng ta, mình sẽ xoay cái kim giờ nó qua một góc để các bạn có thể dễ nhìn hơn. Đó. Các bạn sẽ thấy ngay ở phía trên chúng ta có cái logo Omega và dòng chữ Seamaster màu đỏ cực kỳ nổi bật. Phía dưới chúng ta sẽ có cái dòng chữ là Professional. Và ở phía dưới này chúng ta có dòng chữ Coaxial Chronometer 300m. Đó. Với độ chống nước 300m thì các bạn có thể hoàn toàn đeo chiếc này đi bơi lội lặn thoải mái. Các bạn không phải suy nghĩ về gì về nước nôi của em nó cả. Mà các bạn chỉ cần là vặn cho nó chuẩn các cái núm này thôi. Phía bên này thì chúng ta sẽ có cái van xả khí heli. Thực sự là cái này chỉ cần thiết khi mà các bạn là thợ lặn chuyên nghiệp thôi. Cho nên là các bạn cũng không cần phải quan tâm lắm. Nếu như các bạn quan tâm thì chúng ta có thể Google một chút để biết cái van xả khí heli này hoạt động như thế nào. Qua về design của em này, dòng diver của Omega thì được làm rất là đẹp với cái độ finish cực cao. Các bạn có thể thấy là các cái cọc số của em nó nổi bật với cái màu trắng của lum này. Và chắc chắn là khi mà các bạn thử dạ quang, chắc chắn khi mình thử dạ quang của chiếc này thì nó sẽ rất là tuyệt. Đó, khi mình bật đèn flash lên các bạn thấy cái màu xanh của nó hiện lên rất là tuyệt vời. Đó, đây là một cái màu mà khi các bạn chiếu ánh sáng mạnh vào nó sẽ ra cái màu như vậy. Nó khác hẳn với cái màu kia của chúng ta. Và mình sẽ tạm thời tắt đi, chỉ cần như vậy là đủ rồi. Đó, và các bạn sẽ thấy ngay lum của nó rất sáng. Và các bạn để ý giúp mình ở đây lum của nó là hai màu nhé.
chúng ta sẽ có các cọc số và các cọc số của chúng ta là màu xanh xanh lơ, còn ở vị trí là hai cái kim của chúng ta và cái lum ở phía trên niềng benzen của chúng ta sẽ là màu xanh lá, giúp chúng ta phân biệt rất là dễ dàng. Đó, các bạn sẽ nhìn thấy kim phút và cái núm này của nó là màu xanh lá, thì hai cái này nó liên hệ mật thiết đến nhau khi mà các bạn nhảy xuống các bạn tính giờ lặn, cho nên là Omega đã làm hai chiếc này có cái màu lum là xanh lá giống nhau, còn các cái vị trí khác của nó sẽ là màu xanh lơ, xanh lam kia, sẽ giúp các bạn nhìn chiếc đồng hồ đẹp hơn và hợp hơn với màu mặt blue. Đó, với cái niềng này thì như mình đã nói trong các video khác, đây là niềng xoay tính giờ lặn, cho nên là các bạn khi mà các bạn nhảy xuống nước, chúng ta sẽ xoay đến cái vị trí kim phút, và sau đó kim phút chạy bao nhiêu thì chúng ta sẽ tính được là chúng ta sẽ xuống bao nhiêu lâu rồi. Và cái niềng này của Omega được design rất là đẹp, mình sẽ quay chi tiết để anh em có thể thấy. Đó, với cái mặt dial cũng được làm bằng ceramic thì nó giúp cho cái mặt dial bóng đẹp cực kỳ luôn. Và ở vị trí 3 giờ của chúng ta sẽ có cái ô lịch với cái nền đen, giúp chúng ta theo dõi lịch rất là dễ dàng. Đó, phần hai bên thân của chúng ta thì được hoàn thiện bằng phay xước, và các bạn sẽ thấy là nó sẽ có những cái chi tiết được làm bóng và kết hợp với đó là phay xước. Đây, ví dụ như các cái phần viền này của chúng ta được làm bóng và cái phần ở phía dưới của chúng ta được làm phay xước. Cái phần niềng benzen của chúng ta phía ngoài được cắt kim cương rất là đẹp, và nó tạo hình thành một cái hình rất là nhiều này, các bạn có thể thấy đây, rất là giúp cho chiếc đồng hồ của chúng ta nhìn nó mạnh mẽ, và nó là một thiết kế đặc trưng của dòng Seamaster Professional. Phía bên này của chúng ta thì như mình nói có cái van xả khí heli, và chúng ta sẽ có cái phần thân bên này cũng được design với cái phần phay xước rất là đẹp. Bộ dây của chiếc này cũng rất là tuyệt vời. Bộ dây của em nó được làm với 5 chỉ, và chúng ta sẽ có là 3 cái chỉ làm phay xước, và hai cái chỉ hai bên này của chúng ta sẽ có những cái đường được làm bóng rất là đẹp. Đây cũng là một cái design đặc trưng của dòng Seamaster Professional này, cho nên là các bạn chỉ cần nhìn thấy dây hoặc cái niềng này là các bạn sẽ biết là nó là thuộc dòng Seamaster Professional của Omega. Ở phía trong thì chúng ta sẽ có, đây là cái các bạn khi mà các bạn mặc áo lặn thì chúng ta sẽ không thể nào đeo với một cái size này, cho nên là các cái dòng đồng hồ diver của chúng ta thì thường có thêm một nấc để chúng ta bật ra như này đó, để khi mà chúng ta mặc áo lặn vào thì chúng ta có thể đeo vừa chiếc đồng hồ của chúng ta. Tất cả những cái dòng mới của Omega thì đều được làm cái chốt là chốt vít, cho nên là các bạn sẽ thấy ở trên chiếc này cũng hiển thị luôn là cái chốt vít đó, nó rất là chắc chắn. Tuy nhiên là cũng nên cẩn thận khi mà chúng ta cắt mắt, vì chúng ta cắt mắt nó sẽ, nếu mà bị xước thì nó sẽ mất cái đi vẻ đẹp của chiếc này. Và bộ khóa của em nó cũng được làm rất là đẹp với cái đặc trưng của Omega, chúng ta sẽ có logo Omega ở phía dưới, và chúng ta sẽ có hai cái nút bấm rất là tốt, và cái phần này của chúng ta cũng được làm Omega làm rất là tuyệt vời. Các bạn sẽ thấy là ở phía dưới nó được làm khít, và chúng ta sẽ có cái logo Omega cùng với những cái dòng chữ ở dưới đây đó. Vì là một chiếc diver cho nên là chiếc này là chắc chắn là đáy kín, cho nên phía đáy của chúng ta sẽ không có cái không được chiếm ngưỡng cái bộ máy của em nó, mà ở phía đáy chúng ta sẽ thấy cái biểu tượng Seamaster rất là quen thuộc, hay chúng ta còn gọi là ngựa, và con ngựa này thì rất là to, và các bạn sẽ thấy ngay cái biểu tượng Omega Global ở đây được khắc rất là tinh xảo, cùng với đó là cái serial number được khắc ở phía càng này đó, các bạn sẽ thấy ngay. Đây là những cái thiết kế đặc trưng mà các bạn thấy trên những chiếc Omega. Nói chung là chiếc này là một trong những cái chiếc diver đẹp của Omega, và nó thuộc trong cái tầm với của anh em. Với một chiếc Omega Seamaster Professional này thì nó sẽ dao động vào khoảng 5x triệu đối với hàng line new như chiếc này. Còn nếu mà các bạn mua mới thì nó sẽ đắt hơn một chút, nó sẽ khoảng tầm hơn 60 triệu một chút, hoặc là tùy từng thời điểm nó sẽ có cái dao động nhất định. Tuy nhiên với Omega thì nó có một điểm đặc trưng, đó là cực kỳ giữ giá, cho nên nếu như mà anh em mua thì anh em sẽ có cái độ giữ giá rất là tốt, và chúng ta sẽ không sợ là một chiếc Omega của chúng ta sẽ là quá lỗ sau 1 đến 2 năm sử dụng đó. Trên đây là cái review chi tiết về chiếc Omega Professional Seamaster 300, và nếu như anh em có nhu cầu về chiếc này thì cứ contact ICS có thể order hoặc là mua theo yêu cầu của anh em, hoặc là anh em có thể qua ICS để thử trên tay chiếc này. Rất cảm ơn anh em đã theo dõi video, và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo của ICS.